Con vật dễ thương xinh xẻo như thế này thôi, nó mà đốt ý, thì đâu phải biết. Khi bị tấn công thì các bạn phải hết sức bình tĩnh và nhanh chóng đi ra khỏi khu vực có ong. Các bạn còn nhớ một trích đoạn của Tom và Jerry không? Khi bị ong truy đuổi thì Tom chơi kiểu nhảy xuống hồ, dùng ống thở để trốn ong. Thực tế thì có cách hay hơn. Hãy dùng tay bới đất cát vung lên cao để xua đuổi chúng bay đi chỗ khác. Tuyệt đối không dùng nhánh cây hay là quần áo để xua đuổi vì càng xua đuổi thì chúng càng bu và tấn công. Hãy nhanh chóng sơ cứu ban đầu bằng những cách sau. Đầu tiên hãy lấy vòi trích của ong ra bằng cách khều nhẹ hoặc dùng nhíp lấy ra vì hầu hết sau khi đốt, ong đều để lại vòi trích và túi nọc ở vết đốt trên da. Tránh nặng ép bằng tay vì có thể làm nọc độc lan ra. Sau đó rửa sạch vùng da bị đốt bằng xà phòng hoặc nước ấm, rồi lấy túi đá chườm lên vết đốt để giảm đau và giảm sưng. Bôi dung dịch sát khuẩn như betadine 10% hoặc là dung dịch cồn 70 độ lên vết đốt mỗi ngày 2 lần. Và bạn cũng đừng quên uống nhiều nước để thải độc tố nha. Đa phần chúng ta sẽ có cảm giác sưng, nóng, đỏ, đau hoặc là ngứa tại vết đốt. Cần theo dõi thêm nếu như xuất hiện các tình trạng như phù, mẩn đỏ, khó thở, mạch nhanh hoặc là yếu, tiêu chảy hoặc là buồn nôn, chóng mặt hoặc là ngất xỉu. Cần đưa đến bệnh viện để xử lý ngay lập tức vì đây là những cái phản ứng quá mẫn của cơ thể với nọc ong, có thể gây ra sốc phản vệ và tử vong nếu không phát hiện kịp thời.